Dạng 1 xác định các đại lượng đặc trưng. Chúng ta chuyển sang dạng 1 là xác định các đại lượng đặc trưng. Dạng 1 là xác định các đại lượng đặc trưng. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Thì bạn lưu ý là ở trong nội dung của sóng dừng thì chúng ta sẽ xét sợi dây 2 đầu cố định và sợi dây 1 đầu cố định và 1 đầu để hở. Các bạn lưu ý này vào nhé. Vậy cái dấu sao gạch đầu dòng đầu tiên của chúng ta như sau. Gạch đầu dòng đầu tiên của chúng ta như sau. Sợi dây 2 đầu cố định, sợi dây. Chúng ta xét trường hợp là sợi dây 2 đầu cố định, 2 đầu cố định. Thì đối với sợi dây 2 đầu cố định thì cái chiều dài của sợi dây nó phải thỏa mãn điều kiện L bằng gì các bạn còn nhớ không? L bằng K lambda chia 2. Các bạn lưu ý cái điều này vào, được chưa? Đối với sợi dây 2 đầu cố định thì chiều dài của sợi dây phải thỏa mãn điều kiện L bằng K lambda chia 2. L bằng K lambda chia 2. Các bạn nhớ rõ điều này vào nhá. Nó rất là quan trọng, được chưa? Đó, L bằng K lambda trên 2. Trong đó số bụng bằng bao nhiêu các bạn còn nhớ không nào các bạn ơi? Hôm trước chúng ta học lý thuyết rồi. Đối với sợi dây 2 đầu cố định thì số bụng bằng bao nhiêu các bạn ơi? Các bạn còn nhớ không? Số bụng này sẽ bằng số gì nữa nào các bạn nào? Số bụng của chúng ta sẽ bằng số bó, chưa? Bằng số bó và bằng K, Các bạn nhớ kỹ này vào nhá. Ở đây các bạn rất dễ nhầm là K với K cộng 1, các bạn lưu ý nhá. Đối với sợi dây 2 đầu cố định thì số bụng bằng số bó và bằng K. Còn số nút của chúng ta sẽ bằng K cộng 1. Các bạn nhớ nhá, số nút của chúng ta sẽ là bằng K cộng 1. Được chưa các bạn? Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp tiếp theo là chúng ta sẽ xét sợi dây. Một đầu cố định, một đầu để hở. Sợi dây một đầu cố định, phẩy, một đầu hở. Thì bây giờ đối với sợi dây một đầu cố định và một đầu để hở thì chiều dài của sợi dây sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì các bạn còn nhớ không? Cái này rất nhiều bạn bị quên này. Nào, đối với sợi dây một đầu cố định và một đầu để hở thì chiều dài của sợi dây sẽ thỏa mãn một điều kiện là gì các bạn có còn nhớ không nào? Ở đây sẽ là gì nhỉ? 2K cộng 1, được chưa? Nhân với cả lambda chia 4. Đây là điều kiện về chiều dài của sợi dây khi một đầu cố định và một đầu để hở. Các bạn nhớ rồi nhá, được chưa? Đó, để kỹ vào. Và ở trong trường này thì số bụng sẽ bằng số nút và sẽ bằng K cộng 1. Nhớ nhá, số bụng này. Số bụng. Được chưa? Bằng số nút. Và bằng K cộng 1. Được chưa? Số bụng bằng số nút và bằng K cộng 1. Đó. Phần sóng dừng này thì nó không có nhiều dạng và phức tạp như giao thoa đâu. Đối với chương 2 thì giao thoa là phần nặng nhất, còn sóng dừng thì cũng tương đối nhẹ thôi, được chưa các bạn? Nào, một cái dấu sao tiếp theo như sau. Sợi dây duỗi thẳng, bạn phải làm quen với cái thuật ngữ là sợi dây duỗi thẳng. Sợi dây duỗi thẳng. Vậy khi nào sợi dây nó duỗi thẳng các bạn ơi? Các bạn hình dung lại hình vẽ một tí xíu nhá. Bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá, đây là cái vị trí cân bằng của phân tử này thì rõ ràng là trong cái quá trình lao động thì sợi dây nó sẽ như này. Đó, như thế này. Đúng chưa? Kiểu này. Đó, vẽ nháp nha, đây vẽ nháp thôi nha, để chờ được chưa? Đó, thì khi bạn hiểu đơn giản là sợi dây duỗi thẳng khi nào? Sợi dây duỗi thẳng khi nào các bạn ơi? Sợi dây duỗi thẳng khi tất cả các phần tử ở trên dây nó phải đi qua cái vị trí cân bằng. Có hiểu đơn giản nhá. Cái đường nằm ngang này thể hiện đường cân bằng của các phần tử, đúng không? Rõ ràng là trong cái quá trình dao động của sóng dừng ấy thì các phân tử nó sẽ nhấp lên nhấp xuống làm cho sợi dây nó sẽ có hình dạng như thế này. Được chưa? Vậy để cho sợi dây có dạng một đoạn thẳng hay chính là sợi dây duỗi thẳng thì tất cả các phần tử này nó đều phải đi qua cái vị trí cân bằng. Đó, hay tất cả phần tử đều nó nằm ở cái đường nằm ngang này thì sợi dây sẽ có dạng một đoạn thẳng, Được chưa bạn? Vậy cái thuật ngữ sợi dây duỗi thẳng là nói về các phần tử trên dây nó đang đi qua vị trí cân bằng. Các bạn lưu ý này vào nhá. Sợi dây duỗi thẳng khi và chỉ khi các phần tử trên dây các phần tử trên dây đều đang đi qua vị trí cân bằng, đều đang đi qua vị trí cân bằng. Bạn nhớ điều này vào nhá, đều đang đi qua vị trí cân bằng. Được chưa? Và lưu ý là đã nhắc đến phần tử thì chúng ta vẫn nhớ ở trong chủ đề 1 là phần tử thì sẽ dao động điều hòa. Được chưa các bạn? Nhớ vào. Đó, vậy đến đây chúng ta sẽ có một cái công thức nho nhỏ ở cái phần sợi dây duỗi thẳng là gì này. Gạch đầu dòng cho phần này. Nào, gạch đầu dòng cho phần này. Thứ nhất là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng. Khoảng thời gian này giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nào, theo các bạn nó là bao nhiêu nhỉ? Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nghĩa sao? Sợi dây duỗi thẳng khi các phần tử đi qua vị trí cân bằng. Vậy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng tức là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp các phần tử đi qua vị trí cân bằng. Nào, cái này học ở trong chương 1 rất là nhiều rồi. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp các phần tử đi qua vị trí cân bằng thì chúng ta quay một góc là bao nhiêu các bạn ơi? Các bạn tập trung tí xíu nhé, bạn nhìn này. Đúng không? Đây là vị trí cân bằng, Vậy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp, chúng ta đi qua cân bằng, tức là quay từ đây đến đây, và chúng ta đang thực hiện một góc quay là 180 độ, đúng chưa? Mà 180 độ chính là T/2. Đúng chưa bạn? Vậy bạn nhớ này, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng chính là khoảng thời gian giữa hai lần các phần tử đi qua vị trí cân bằng liên tiếp, đúng chưa? Thì nó chính là bằng T/2, rất quan trọng nhá. Delta T bằng T/2, Được chưa? Delta T bằng T2. Và đây chúng ta sẽ có một cái trường hợp tổng quát như sau. Gạch tiếp theo khoảng thời gian giữa n lần khoảng thời gian giữa n lần liên tiếp bạn nhớ này, khoảng thời gian giữa n lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng hai lần liên tiếp, bạn nhớ này, hai lần liên tiếp thì khoảng thời gian là 1T/2, bạn nhớ nhá. Hai lần liên tiếp thì delta T bằng T/2, tức là 1 nhân delta T, 1 nhân với cả T/2. Vậy n lần liên tiếp thì khoảng thời gian sẽ là n - 1T/2, bạn nhớ vào nhá. Vậy chúng ta có này, delta T bằng n - 1 nhân với cả T/2. Đây là công thức tổng quát của chúng ta. Được chưa? Đó. Khoảng thời gian giữa n lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng, delta T bằng n - 1T/2 nhân T/2. Được chưa các bạn? Tiếp theo là khoảng cách giữa hai nút sóng. Cái dấu sao theo là khoảng cách giữa hai nút sóng, mở ngoặc hoặc hai bụng sóng liên tiếp hai bục sóng liên tiếp. Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bục sóng liên tiếp thì nó là lambda chia 2, bạn nhớ nhá, lambda chia 2. Được chưa? Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bục sóng liên tiếp thì sẽ là lambda chia 2, còn khoảng cách giữa một nút và một bục liên tiếp thì sẽ là lambda trên 4, các bạn nhớ kỹ này vào nhá. Khoảng cách giữa một nút và một bục, khoảng cách giữa một nút và một bục sóng liên tiếp, liên tiếp, được chưa các bạn, thì sẽ là lambda chia mấy nhỉ, lambda chia 4 đúng không, lambda chia 4. Đó, những cái sơ đẳng nhất như này phải thành thạo vào, được chưa. Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bục sóng liên tiếp thì là lambda chia 2. Khoảng cách giữa một nút và một bục sóng liên tiếp thì sẽ là lambda trên 4, Được chưa các bạn? Thì đó là một số phần nốt ở nội dung phương pháp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển sang phần ví dụ này. Ví dụ, bạn nhớ nhá, sóng dừng thì không khó đâu, bạn nhớ thế, được chưa? Nào, ví dụ này. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ 1. Nào, cùng nốt lại đề bài này. Một sợi dây có chiều dài là 2 mét đang có sóng dừng với tần số là 100 Hz. Người ta thấy ngoài hai đầu cố định. Thì trên dây còn có 4 điểm khác, luôn đứng yên. Luôn đứng yên. Và câu hỏi là tính tốc độ chuyển sóng. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 1 này. Thứ nhất, đề bài đang cho các bạn rất rõ là ngoài hai đầu cố định. Tức là đề bài đang nói một câu là sợi dây của chúng ta là hai đầu cố định. Bạn nhớ nhé, trong tình huống này sợi dây của chúng ta là hai đầu cố định. Thì rõ ràng là cái chiều dài sợi dây phải thỏa mãn điều kiện là K lambda chia 2. Đúng chưa? Mà bài toán không yêu cầu tính bước sóng mà yêu cầu tính tốc độ chuyển sóng. Vậy chúng ta sẽ đổi thằng lambda này ra thành V chia F, tức là K nhân V chia cho 2F. Đúng chưa? Mà bạn nhìn rất rõ là chúng ta có tần số rồi. Được chưa? Vậy để có thể tìm nốt thằng V thì chúng ta thiếu thằng K. Đúng chưa? Thiếu K. Vậy làm thế nào để chúng ta có K? Thì các bạn lưu ý là trên sợi dây chúng ta xem có tổng cộng là bao nhiêu nút sóng này. Trên dây có bao nhiêu nút bạn nhớ, bạn tập trung này. hai đầu cố định, tức là hai đầu là nút, đúng chưa các bạn? Và trên dây còn 4 điểm khác luôn đứng yên, thì các bạn lưu ý là 4 điểm, cái điểm đứng yên nhé. Cái điểm đứng yên chính là nút sóng. Các bạn lưu ý đối với sóng dừng thì nút sóng chính là điểm đứng yên không dao động. Vậy các điểm đứng yên chính là nút sóng. Vậy hai đầu là hai điểm này cộng 4 điểm, vậy tổng cộng chúng ta có 6 nút sóng. Chúng ta có 6 nút sóng. Mà trong tình huống này số nút chúng ta tính là bằng k cộng 1, k cộng 1. Được chưa? Số nút chúng ta tính sẽ là k cộng 1 và từ đó các bạn tìm ra ngay k của chúng ta sẽ là bằng 5. Đó, k bằng 5. Được chưa các bạn? Và bạn thay lên trên, bạn có này 5 v chúng ta cần tìm chia cho 2f, tức là 2 nhân 100 nhân 100 và chiều dài sợi dây là bằng 2. Thì từ đó các bạn tìm ra nốt thằng v, các bạn tìm ra nốt thằng v. Đúng không? Bạn tìm vào nốt là V. Nào bạn tìm ra V sẽ là bao nhiêu nào? V bao nhiêu đây? V bạn tìm ra sẽ là 80m trên giây. 80m trên giây. Đó là tốc độ chuyển sóng của chúng ta. Là 80m trên giây. Đó. Được chưa? Là 80m trên giây. Đó. Rất nhẹ nhàng đúng không? Không khó bất kỳ một tí nào cả. Được chưa các bạn? Thì đó là cái ví dụ 1 của chúng ta. Đó, rất nhẹ nhàng luôn, không khó một tí nào. Nào, chúng ta lại chuyển sang ví dụ 2 luôn nhá, ví dụ 2 này. Để cho nhỉ, ok không nhỉ? Đó, không khó một tí nào nhá, các bạn nhìn nó rất nhẹ nhàng đúng không? Đó, đến ví dụ thứ 2 này, đến ví dụ thứ 2. Nào, ví dụ 2 nhá. Ví dụ 2 xem chúng ta có cái điểm nhấn gì ở ví dụ 2 này. Ví dụ 2. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 2. Một sợi dây AB, có chiều dài là 20 cm, đầu A cố định, được chưa các bạn? Còn đầu B được gắn vào một cái âm thoa, đang dao động, Được chưa? Khi xảy ra sóng dừng, các điểm trên dây dao động với phương trình U bằng 6 sin mở ngoặc Px trên 2 nhân cốt, rất là dài đúng không? Phương trình rất là dài như này. Đó, một cái phương trình nó khá là dài như này. Đây, cái phương trình chúng ta đây nó khá là dài như này. Đó. Được chưa? Và trong bài tình huống này, đề bài cho các bạn là x tính bằng cm. Và câu hỏi là yêu cầu tính số bụng sóng, và số nút sóng ở trên dây. Đó, đề bài yêu cầu là tính số bụng sóng và số nút sóng ở trên dây, Nào, chúng ta sẽ cùng gỡ cái ví dụ 2 này. Thì đầu tiên bạn nhớ là bài toán này cho các bạn phương trình sóng dừng tại một điểm. Đúng không? Thì ở đây để đi tìm được thằng bước sóng thì bạn phải nhớ được hai cái thằng như sau. Nhớ này, cái biên độ của sóng dừng các bạn còn nhớ không? Hôm trước chúng ta đã mất cả gần một cái tờ A4 để chúng ta chứng minh ra cái biên độ của sóng dừng, đúng không? Bạn lưu ý này, biên độ của sóng dừng, biên độ tại một điểm, biên độ tại một điểm của sóng dừng. Thì bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ có hai cách tính biên độ. Bạn nhớ là chúng ta có hai cách tính biên độ, đúng chưa các bạn? Cách tính đầu tiên là gì các bạn nhớ không? Đây, cách tính đầu tiên là chúng ta sẽ có giữ điểm M nhá, thì sẽ là bằng gì nhỉ? Bằng gì đây? 2A nhân với cả trị tuyệt đối của sin 2πd chia lambda, Đó, đây là cách tính đầu tiên. Cách tính này được dùng khi đề bài cho biết khoảng cách từ điểm M tới một nút sóng, thì chúng ta sẽ dùng hàm sin. Còn cách tính thứ hai của chúng ta là sử dụng hàm cốt, tức là AM của chúng ta sẽ là bằng 2A nhân trị đối của cốt, được chưa? 2πd chia lambda. Chúng ta dùng hàm cốt như thế nào? Bạn nhớ này, hàm cốt là chúng ta dùng khi đề bài cho các bạn khoảng cách từ điểm M tới một bụng sóng, Thì đây là hai cách tính biên độ biên độ tại một điểm trong sóng dừng. Và bài toán này đang cho các bạn một cái phương trình, và rõ ràng cái phần này nó chính là đóng vai trò biên độ của một điểm, đúng không? Đây, bạn nhìn rõ ràng đúng không? Đó, đóng vai trò là biên độ một điểm, đây, đúng không? Đây, bạn nhìn rất rõ này. Được chưa? Toàn bộ phần này nó đóng vai trò là biên độ. Và trong bài toán này người ta đang sử dụng hàm sin, đúng không? Nhưng người ta không ký hiệu là D mà người ta ký hiệu là X. Thì bạn hiểu vấn đề là D với X ở đây vai trò là như nhau, nó đều là khoảng cách từ điểm ta xét tới một nút sóng, vì hàm ở đây đang dùng là hàm sin. Đúng chưa các bạn? Vậy đến đây các bạn chỉ cần làm một thao tác nho nhỏ như sau. Bạn lấy sin của, được chưa, Px chia 2, bạn cho nó bằng sin của 2pi, đáng lẽ là D nhé, mà ở đây ta kêu là x, vậy đây là 2px, các bạn chia cho lambda, chia lambda. Đó, hiểu đơn giản thế này, được chưa? Vậy hai hàm sin bằng nhau, tức bạn hiểu đơn giản là hai góc của nó sẽ bằng nhau, được chưa? Hai hàm sin này đang bằng nhau, tức là hai góc của nó đang là bằng nhau. Vậy đến đây các bạn lại suy ra một điều là bạn lại có px chia 2 sẽ là bằng 2px, các bạn chia cho lambda. Và đến đây các bạn lập tức tìm được ra ngay lambda. Được chưa? Và lambda bạn tìm ra ở đây sẽ là 4. Nhưng 4 gì thì bạn phải lưu ý. Bạn phải lưu ý là trong cái tình huống này, thằng x của chúng ta đang có đơn vị là cm. Mà để có thể lập được cái tỷ số như thế này thì bắt buộc x với lambda phải cùng đơn vị. Vậy trong tình huống này lambda của chúng ta sẽ là 4cm. Được chưa các bạn? Thì khi có lambda rồi thì chúng ta đã gần như là hoàn thành xong cái kiện rồi. Đó. Vậy bây giờ để đi tìm số bụng và số nút thì chúng ta cần phải xem là sợi dây được cấu tạo như thế nào. Bạn đọc đề bài. Sợi dây của chúng ta là sợi dây AB, một đầu cố định, còn đầu B của chúng ta đã được gắn vào một âm thoa. Vậy người ta không nói rõ là đầu B là cố định hay đầu B là để hở. Thì các bạn cần phải chú ý, nếu một đầu chúng ta được gắn vào một vật dao động như cái âm thoa, được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta coi cái đầu đó là một điểm cố định luôn, được chưa các bạn? Vậy các bạn có một cái nốt quan trọng như sau. Được chưa? Nếu đầu của sợi dây được nối, nếu đầu của sợi dây này được nối với một vật dao động. Bạn lưu ý nhá, nếu đầu của sợi dây được nối với một vật dao động như hai chấm cái âm thoa chấm phẩy hoặc chiếc cần dung. Đó, hoặc chiếc cần dung. Được chưa các bạn? Thì ta coi đầu đó như là một đầu cố định, các bạn nhớ rồi nhá. Thì ta coi đầu đó là một đầu cố định, Bạn nhớ điều này vào nhá. Thì ta coi đầu đó là một đầu cố định, được chưa? Vậy rõ ràng cái tình huống này là sợi dây hai đầu cố định, được chưa các bạn? Thì đến đây các bạn lại suy ra một điều là chiều dài sợi dây sẽ thỏa mãn điều kiện là k lambda chia 2, được chưa? Và chiều dài dây chúng ta có rồi là 20 bằng k lambda chúng ta là 4 chia 2, được chưa? Thì các bạn sẽ tìm ra ngay được k. Và trong tình huống này k bạn tìm ra là 10, được chưa? Vậy đây bạn sẽ kết luận ngay số bụng của chúng ta. Số bụng thì bằng k, bạn nhớ nhá, số bụng thì bằng k, được chưa? Và bằng 10, được chưa? Còn số nút của chúng ta sẽ là k cộng 1. Số nút của chúng ta sẽ bằng k cộng 1 và sẽ ra là 11 nút tất cả. Đó, ra là 11 nút tất cả. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 3. Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 3 nhé. Ví dụ 3. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 3. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 3 này. Một sợi dây có chiều dài là 1,35 m. Một sợi dây có chiều dài là 1,35 m. Một đầu gắn vào một chiếc cần dung. Một đầu được gắn vào một chiếc cần dung. Đầu còn lại được thả tự do. Đầu còn lại được thả tự do. Đó, đầu còn lại được thả tự do. Khoảng thời gian, các bạn biết này, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp, sợi dây duỗi thẳng. Sợi dây duỗi thẳng là 0,02 giây. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp, sợi dây duỗi thẳng là 0,02 giây. Biết tốc độ truyền sóng là 15 m trên giây. Biết tốc độ truyền sóng là 15 m trên giây. Và câu hỏi là yêu cầu tính số nút sóng. Tính số nút sóng. Và số bụng sóng ở trên sợi dây. Tính số nút và số bụng ở trên sợi dây. Nào, chúng ta cùng gỡ cái ví dụ 3 nha các bạn ơi. Chúng ta cùng gỡ ví dụ 3 này. Đầu tiên chúng ta phải xem cái cấu tạo của sợi dây, nó được cấu tạo như thế nào. Bạn lưu ý, sợi dây của chúng ta là một đầu được gắn vào chiếc cần dung, tức là một đầu cố định, và một đầu được thả tự do. Vậy trong tình huống này sợi dây sẽ là một đầu cố định và một đầu để tự do, đúng không bạn? Bây giờ rõ ràng là cái chiều dài sợi dây chúng ta L bằng gì đấy? Một đầu cố định, một đầu để tự do, thì chiều dài L sẽ là 2K cộng 1. Được chưa? Lambda chia 4. Lambda chia 4. Được chưa các bạn? Vậy để có thể tìm được bao nhiêu nút và bao nhiêu bụng, chúng ta cần đi tìm thằng K là ra ngay. Được chưa các bạn? Muốn đi tìm K thì chúng ta phải có được bước sóng. Vậy trong đề bài người ta có một câu là khoảng cách giữa hai lần liên tiếp, sợi dây duỗi thẳng là 0,02 giây. Thì bạn nhớ khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng chính là T chia 2. Và trong tình huống này T chia 2 của chúng ta sẽ là bằng 0,02. 0,02. Thì đây các bạn tìm ra ngay chu kỳ là 0,04 giây. Và các bạn tìm tiếp được lambda. Lambda của chúng ta là V chia F hoặc bằng V nhân T. Bằng V nhân T. Được chưa bạn? Của chúng ta bước sóng là lambda là 10. Thằng tốc độ sóng là 15 này, chu kỳ là 0,04 này. Đúng chưa? Thì bạn hãy tìm ra được ngay kết quả. Thì bước sóng của chúng ta là 0,6 m, 0,6 m. Được chưa? Thì đến đây bạn thay vào đây, bạn ra ngay, bạn thay vào này. Chiều dài chúng ta có rồi là 1,35, được chưa? Bằng 2K cộng 1. Lambda của chúng ta là 0,6, các bạn chia 4. Từ đó bạn tìm ra được K. Bạn tìm ra được K ngay, được chưa? Và bạn tìm ra K nó là bao nhiêu các bạn ơi? K của chúng ta bạn tìm ra bao nhiêu nhỉ? K ở đây các bạn tìm ra sẽ là bằng bao nhiêu nào? K bạn tìm ra sẽ là 4 đúng không? K là 4. Khi bạn có K4 rồi bạn kết luận ngay là số nút của chúng ta, số nút, được chưa? Bằng số bụng, được chưa bạn? Và bằng K cộng 1. Vậy chúng ta có kết quả là số nút bằng số bụng và bằng 5, được chưa? Thì đó là cái ví dụ 3 của chúng ta. Chưa? Nào, chúng ta chuyển ra ví dụ 4 này, cũng không có khó đâu các bạn. Ok không? Ví dụ 4 nhá. Ví dụ 4 này. Nào, chuyển ra ví dụ 4 này. Ví dụ 4, các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 4. Ví dụ 4 thì bắt đầu nó có cái điểm hơi nhấn thôi, nhưng mà vẫn chưa có gì khó quá cả. Bạn nhớ vào nhá. Nào, chúng ta chuyển sang ví dụ 4. Chúng ta có sợi dây AB có chiều dài là 90 cm. Đầu A cố định, đầu B để tự do, thì trên dây chúng ta quan sát được 8 nút sóng, Câu A là đề bài yêu cầu các bạn là tính khoảng cách, từ A đến nút thứ 7. Câu A là tính khoảng cách, nhớ này, câu A là tính khoảng cách từ điểm A đến nút thứ 7. Còn câu B là đề bài yêu cầu bạn tính khoảng cách, từ bụng thứ 2 đến nút thứ 6, Câu B là yêu cầu bạn tính khoảng cách từ bụng thứ 2 đến nút thứ 6. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 4 này. Thì đầu tiên mọi vấn đề chúng ta cần đi tìm bước sóng đã, được chưa các bạn? Thì bài toán đã cho rất rõ là sợi dây một đầu cố định và một đầu để hở, đúng không? Và sợi dây của chúng ta là sợi dây AB và một đầu cố định một đầu để hở lên cái chiều đại dây thỏa mãn điều kiện là 2K cộng 1, được chưa? Lambda chia 4, được chưa các bạn? Và bài toán cho chúng ta biết là số nút sóng của chúng ta, được chưa? Được chưa? Là 8 nút. Vậy bạn có tiếp là số nút, được chưa, bằng 8, mà số nút được tính là bằng K cộng 1, được chưa bạn? Vậy đây các bạn tìm ra ngay K của chúng ta sẽ là 7, K chúng ta là 7. Sau đó bạn thay vào, bạn tìm ra ngay bước sóng. Chiều dài ta có là 90 rồi, bằng này 2 x 7 cộng 1 nhân lambda chia 4. Thì đây bạn tìm ra thằng bước sóng của chúng ta sẽ là 24 cm, được chưa các bạn? Và ở câu A thì đề bài yêu cầu là khoảng cách từ A đến nút thứ 7, mà trong tình huống này A của chúng ta là một nút sóng. Và tập trung tí xíu nhá, đây bạn nhìn này. A của chúng ta ở đây, đây là A này. Được chưa? Thì các bạn cứ vẽ ra một tí xíu là bạn nhìn ra ngay. Bạn nhớ nhá, những bài toán như này thì bạn phải vẽ hình ra một tí thì bạn mới nhìn ra được vấn đề, được chưa? Không cần phải vẽ quá đẹp làm gì cả. Chưa? Vẽ đủ nhìn thôi. Các bạn cứ vẽ ra. Được chưa? Thì các bạn lưu ý một điều là tại A, bạn nhớ nhé, tại A của chúng ta là một nút sóng, bạn nhớ này, tại A là một nút sóng, tức là tại A sẽ là nút thứ nhất, bạn nhớ nhé. Vì điểm A của chúng ta là một nút sóng nên tại A chính là nút thứ nhất. Nút thứ nhất này, được chưa? Nút thứ hai. Tiếp tục nút thứ 3, nút thứ 4, nút thứ 5, nút thứ 6 và nút thứ 7, Đó. Được chưa các bạn? Vậy đề bài yêu cầu chúng ta là khoảng cách từ đâu? Khoảng cách từ A đến nút thứ 7, tức là từ đây đến đây. Được chưa? Từ đây đến đây. Đó, bạn nhớ nhé, A là nút thứ nhất, được chưa? Đó, thì vậy đề bài yêu cầu chúng ta tính khoảng cách này, được chưa? Vậy chúng ta sẽ làm như nào? Thì bạn lưu ý là tại A, được chưa? Là nút thứ nhất, Tại A là nút thứ nhất. Vậy bên đây các bạn có thể nhẩm rất là nhanh này, bạn nhớ nhá. Rõ ràng là từ A đến nút thứ 7, được chưa? Thì sẽ có tổng cộng là bao nhiêu nút sóng liên tiếp bạn ơi? A là nút thứ nhất, thì khoảng cách từ A đến nút thứ 7 sẽ có tổng cộng là bao nhiêu nút các bạn ơi? Nào, sẽ có tổng cộng là bao nhiêu nút sóng tất cả các bạn ơi? Bạn nhớ nhá, tại A là nút thứ nhất, thì từ A đến nút thứ 7 chúng ta sẽ có tổng cộng 7 nút sóng liên tiếp. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 nút sóng liên tiếp. Thì rõ ràng ở đây các bạn phải hiểu vấn đề là gì nhỉ? Cứ khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp, là lambda chia 2, thì 7 nút sóng liên tiếp thì khoảng cách giữa chúng sẽ là 7 - 1 nhân với cả lambda chia 2. Được chưa? 7 - 1 nhân với cả lambda chia 2. Mà lambda thì là 24 rồi đúng không? Vậy ta có là 6 nhân 24 chia 2. Thì bạn tìm ra ngay được khoảng cách từ A đến nút thứ 7 sẽ là 72 cm. Được chưa? Thì đó là câu A, Được chưa các bạn? Câu B thì sao nhỉ? Các bạn ơi, câu B thì sao? Câu B thì đề bài yêu cầu chúng ta là tính khoảng cách từ bụng thứ hai đến nút thứ 6. Đó, khoảng cách từ bụng thứ hai này đến nút thứ 6. Vậy chúng ta cần phải xác định xem bụng thứ hai nó nằm ở đâu, thì bạn nhớ này. Đây là bụng thứ nhất. Được chưa? Đây là bụng thứ hai. Vậy đề bài yêu cầu là xác định từ cái điểm này này, Đó, đây là bụng thứ hai này, bạn nhớ nhá. Đây là bụng thứ hai đến nút thứ 6, thì nút thứ 6 nằm đâu nhỉ? Đây là nút thứ 7 đúng không? Đây là nút thứ 7 thì đây chính là nút thứ 6 này, được chưa? Đây, Đây chính là nút thứ 6. Được chưa các bạn? Vậy đến đây các bạn làm như nào? Khoảng cách từ bụng thứ 2 là đây đến nút thứ 6 là đây, tức là tính đoạn từ đây đến đây. Họ tính đoạn từ đây đến đây. Đúng chưa? Bạn nhìn cái ra ngay đúng không? Đây, lambda chia 2, lambda chia 2, lambda trên 2, còn đoạn này là lambda chia 4, đúng không? Lambda chia 4 rất nhanh luôn. Bạn chỉ cần vẽ hình ra thôi là bạn ra ngay, được chưa? Vậy ở câu B thì khoảng cách từ cái nút thứ 2 từ cái bụng thứ 2 đến nút thứ 6 sẽ là nhìn này, nhìn nhá. Từ đây đến đây là lambda chia 4 đúng không? Từ đây đến đây là lambda chia 4. Đó, khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là lambda chia 4. Cộng với khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu? Từ đây nhá, từ đây này đến đây là bao nhiêu lần lambda 2 nhỉ? 1 lần này, 2 lần này, 3 lần. Vậy cộng với 3 lần lambda chia 2. Được chưa các bạn? Mà lambda của chúng ta thì nó là 24, là 24. Vậy bạn thay vào thì bạn tìm ra ngay là 42 cm. 42 cm. Được chưa? Thì khoảng cách giữa bụng thứ 2 đến nút thứ 6 sẽ là 42 cm. 42 cm. Đấy, các bạn lưu ý vào nhá. Thì đó là cái ví dụ 4 của chúng ta. Đấy, các bạn nào lăn tăn điều gì không? Các bạn nào lăn tăn điều gì không nào? Ví dụ 4 nhá. Ví dụ 5 nó khó hơn một tí xíu này. Ví dụ 5 là bắt đầu nó khó hơn một tí xíu nhá. Các bạn lưu ý vào. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 5. Ví dụ 5. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 5. Trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng là 1,2 cm. Trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng là 1,2 cm. Trên dây có 2 điểm A và B, trong đó điểm A là một nút sóng. Tức là đề bài đang chưa cho biết là B là nút hay là bụng. Đúng không? Người ta chỉ cho biết là trên dây có 2 điểm và tại điểm A là một nút sóng, và đề bài cho chúng ta biết là khoảng cách giữa hai điểm A và B là 7,15 cm. Và câu hỏi vẫn là xác định số nút sóng và số bụng sóng ở trên cái đoạn AB. Ở trên cái đoạn AB. Đề bài yêu cầu là xác định số nút sóng và số bụng sóng ở trên cái đoạn AB là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Đây cũng là một câu có ý tưởng rất là hay và chưa đề thi năm nào khai thác cả. Đó, mọi năm thì người ta đều đề thi ấy, đều khai thác là người ta cho rất rõ là hai đầu của sợi dây là nút hay là bụng. Nhưng ở ví dụ 5 này thì nó sẽ có đặc điểm là gì? Thì các bạn tập trung nghiên cứu nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 5 này xem có điểm nào khó này. Các bạn lưu ý ở đây là người ta chỉ cho bạn biết duy nhất một sự kiện là tại A là nút sóng, nhưng đề bài chưa nói một điều nào là tại B là nút hay là bụng. Thì bước đầu tiên chúng ta phải giả sử xem có thể trong điều này B là nút, cũng có thể là bụng, hoặc cũng có thể là không phải là nút, không phải là bụng. Vậy chúng ta sẽ gỡ nó như thế nào? Các bạn lưu ý này. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ giả sử tại B. Giả sử tại B, được chưa? Tại B là nút sóng, thì bây giờ khi B là nút sóng thì rõ ràng là chúng ta coi AB là một sợi dây với hai đầu là nút, đúng không? Thì nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện là K lambda chia 2. Nếu điều chúng ta giả sử mà là đúng, tức là K ở đây phải là một số nguyên. Các bạn nhớ nhá, giả sử thì có thể đúng, có thể sai. Vậy khi nào chúng ta giả sử đúng? Chúng ta giả sử đúng khi K chúng ta tính ra nó phải là một số nguyên, đúng không? Thế bây giờ bạn thay vào thử xem này, bạn nhìn này. AB của chúng ta là bằng bao nhiêu nhỉ? 7,15. Được chưa? K này, lambda chúng ta là 1,2 chia 2. Và chắc chắn tình huống này K nó không thể nào ra một số nguyên được. K nó không nguyên, được chưa? Và bạn tính ra ấy, không nhầm nó sẽ là 11,91. 11,91. Đó, không nguyên nên chúng ta sẽ phải loại. Được chưa? Đó, lưu ý vào, loại. Tiếp tục chúng ta thử xem cái giả sử này rất là nhanh nhé. Bạn cầm máy tính lên bấm một cái ra ngay, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giả sử tại B là bụng sóng đi. Là bụng sóng. Giả sử đi là bụng sóng. Thì bây giờ rõ ràng là AB của chúng ta coi là một sợi dây với một đầu cố định và một đầu để hở, đúng không các bạn? Thì rõ ràng AB thỏa mãn điều kiện là 2K cộng 1 lambda chia 4. Được chưa? Và vẫn tương tự bạn tìm ra K, vì lambda bạn có là 1,2 rồi, AB bạn có là 7,15 rồi, đúng chưa? Thì đến đây bạn tìm ra ngay thằng K, và không nhầm K ở đây cũng là một số không nguyên, bạn tìm ra sẽ là 11,91. Nên đến đây bạn lại loại. Vậy rõ ràng trong tình huống này tại điểm B không phải là bụng, cũng không phải là nút. Bạn nhớ nhá, B nó là một điểm bất kỳ ở trên sợi dây, không phải bụng cũng không phải nút. Bạn nhớ vào nhá. B, được chưa? B này, không phải bụng, không phải là bụng, được chưa? Và nút. Vậy những bài toán như thế này thì chúng ta phải gỡ như thế nào? Thì bạn lưu ý nhá, những bài toán mà điểm B không phải là bụng, không phải là nút thì bạn phải tách cái thằng AB ra, tách theo lambda trên 2 và tách theo lambda trên 4 ra. Bạn nhớ nhá, nhớ kỹ này vào, được chưa? Vậy chúng ta phải tách nhỏ ra này, tách. Được chưa? Tách. Chúng ta sẽ tách cái sợi dây AB, được chưa? Đang là bằng 7,15, được chưa? Đó, chúng ta tách theo lambda chia 2 và tách theo lambda chia 4, được chưa các bạn? Thì bạn nhìn này, cái lambda chia 2 của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? Đây, bạn tách ra rất đơn giản. Tách nó giống như tách cái thằng góc alpha thôi, đúng không? Bạn nhìn này. Đây. Bạn nhìn nhá. Lambda của chúng ta là 1,2 thì đầu tiên là tách theo lambda trên 2 chứ nhá. Tách theo lambda trên 2 trước. Đây. Đúng chưa? Thì lambda trên 2 là 0,6. Vậy bạn lấy 7,15, được chưa? Bạn chia cho 0,6. Được chưa? Thì bạn sẽ ra là 11,91. Đúng chưa? Thì bạn sẽ lấy phần nguyên, tức là trong tình huống này sẽ là 11 lambda chia 2, Giờ cộng tiếp. Nào, cộng cái cả phần còn lại là bao nhiêu? Bạn rất đơn giản này. Bạn lấy 7,15, đúng chưa? Bạn trừ đi 11 nhân lambda chia 2 là nhân 0,6, đúng không? Thì phần còn lại của bạn là 0,55. Nhưng 0,55 này bạn phải tách thêm một lần nữa, vì sao? Thì bạn lưu ý này, cái thằng lambda chia 4 của chúng ta là bao nhiêu bạn nhớ không? Lambda chia 4 của chúng ta là 1,2 các bạn chia 4. Đúng không? 1,2 chia 4. Thì bạn lưu ý này, cái 1,2 mà chúng ta chia 4 ra thì cái này sẽ là 0,3, lambda trên 4 của chúng ta là 0,3. Mà cái đoạn dư còn lại của chúng ta là tận 0,55 cơ. Nên ở đây để không bị sót nhiệm chúng ta tách nốt thằng này ra. Đó, tách nốt cái này ra. Được chưa? Vậy chúng ta viết tiếp là 11 nhân lambda chia 2, lambda trên 4 là 0,3 cộng lambda 4, và phần dư còn lại sẽ là bao nhiêu? Lấy 0,55 trừ đi 0,3, đúng không? 0,55 trừ 0,3 là còn lại 0,25. Đó, bạn nhớ nguyên tắc tách vào. Tách đến lúc nào cái con số cuối cùng của chúng ta phải nhỏ hơn lam đa trên 4. Bạn nhớ bạn nhá. Nếu bạn để 0,55 làm, bạn rất là dễ bị thiếu mất một bụng hoặc thiếu mất một nút. Bạn tách đến lúc nào cái phần dư còn lại, bạn hãy nhớ nhá, cái phần dư còn lại của bạn nó bắt buộc phải nhỏ hơn lambda chia 4, nhỏ hơn lambda chia 4. Bạn thấy không? 0,55 của chúng ta đang nhỏ hơn 0,3 này. Bạn lưu ý điều này vào, được chưa? Đó, thì đó là cái đầu tiên khi bạn gặp một bài toán hơi lạ là điểm B không phải là bụng cũng không phải là nút, được chưa các bạn? Nào, bây giờ chúng ta sẽ gỡ như nào? Gỡ bằng cách phải vẽ hình ra, bắt buộc phải vẽ hình ra. Bạn tập trung này nhá. Đây là A này. Được chưa? Ở đây thì bạn không thể nào vẽ được tận 11 khoảng lambda trên 2 đâu. Bạn chỉ vẽ chấm 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 đến thế thôi đúng không? Bạn nhìn này. Rồi, vẽ ra đại ra một số cái chúng ta biện luận này. Cho đến đây nó chấm chấm nhá, tức là còn rất là nhiều cái, đó rất là nhiều cái. Được chưa? Thì bạn lưu ý này, giả sử nhá, bạn nhớ này, giả sử là đến đây. Bạn nhớ nhá, giả sử là đến cái vị trí này là hết 11 khoảng lambda trên 2. Bạn nhớ nhá, nó có rất là nhiều, chúng ta không thể nào vẽ hết ra được đâu. Được chưa bạn? Thì bạn nhớ này, giả sử đến cái này, tức là đoạn từ đây đến đây đang là 11 lần lambda trên 2. Được chưa? 11 lần lambda trên 2. Vậy muốn đến điểm B chúng ta cần phải đi qua lambda trên 4 nữa, tức là đi qua một thằng bụng sóng nữa, bạn nhìn này. Đây, đây bụng sóng này, đúng chưa? Đây bụng sóng này và cong dưới này một tí xíu. Đó thì điểm B chúng ta nằm đoạn này này, đó, điểm B chúng ta nằm đoạn này này. Hiểu vấn đề không? Bạn nhớ nhá, kết thúc 11 lần lambda trên 2 thì đến đây. Nhưng mà muốn đến điểm B chúng ta cần phải đi qua một lần lambda trên 4 nữa, tức là cong lên đây. Đó, lambda trên 4 tức là 1/4, đây là lambda trên 4 này. Nó đi xuống một tí xíu nữa đi đến điểm B, đúng chưa? Vậy cái điểm B chúng ta nó là một cái điểm bất kỳ ở đây. Đó, bạn lưu ý bạn nhá. Vậy đến đây chúng ta sẽ làm như thế nào các em ơi? Thì các em nhìn này, các em nhìn này. Chúng ta phải làm như sau như này. Đoạn này. Rồi, cái này trước này. Các tập trung nhá, cái này trước thì bạn lưu ý này. Lambda trên 2 bạn nhìn này, một khoảng lambda trên 2, bạn nhớ nhá, một khoảng lambda trên 2 từ đây đến đây là một khoảng lambda trên 2 thì cho chúng ta 2 nút sóng. Được chưa bạn? Tiếp tục 2 khoảng lambda trên 2 thì cho chúng ta 1 2 3 nút sóng. Vậy chúng ta có 11 khoảng lambda trên 2 thì trong 11 khoảng lambda trên 2 này sẽ cho chúng ta tổng cộng là 12 nút. 12 nút sẽ cho chúng ta tổng cộng là 12 nút sóng, 12 nút sóng. Các lưu ý nhá, sẽ cho chúng ta tổng cộng là 12 nút sóng và bao nhiêu bụng sóng các bạn ơi? Các bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Bạn nhìn này, đây là một bụng sóng, đây là một bụng sóng thì bạn nhìn này, một khoảng lambda chia 2 cho chúng ta một bụng đúng không? Tiếp tục 2 khoảng lambda trên 2, bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, 2 khoảng lambda trên 2 cho chúng ta một bụng, hai bụng. Vậy một khoảng lambda trên 2 cho một bụng, 2 khoảng lambda trên 2 cho một bụng. Vậy 11 khoảng lambda trên 2 sẽ cho chúng ta tổng cộng là 11 bụng, 11 bụng. 11 bụng, được chưa? Tiếp tục, sau khi kết thúc 11 khoảng lambda trên 2 ta đến vị trí này. Đúng không? Đến vị trí này thì bạn nhìn này, từ đây, từ vị trí này đến cái nút B, đến cái điểm B này thì có tạo ra bao, nhìn này, từ đây, từ đoạn ở đây đây. Nào, bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ không tính cái nút này nữa nhá. Bạn lưu ý này, chúng ta không tính cái nút này nữa vì cái nút này chúng ta đã lấy ở phần 11 lambda trên 2 rồi, đúng không bạn? Vậy bạn nhìn này, từ đây đến đây, từ đây đến đây thì rõ ràng nó sẽ không tạo ra một nút nào nữa đúng không? Tức là không nút, nhưng sẽ tạo ra một cái bụng sóng. Bụng sóng. Đó, hiểu ở đây không? Nhớ nhá, cái còn lại này, cái lambda trên 4 cộng 0,25 này này, nó sẽ không cho một nút nào cả, được chưa? Nhưng nó sẽ cho các bạn thêm một thằng bụng sóng. Bụng sóng. Hiểu vấn đề không? Vậy đây sẽ có một bụng sóng, một bụng. Một bụng. Vậy trong tình huống này trên cái đoạn AB của chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 nút và 12 bụng. Bạn nhớ rồi nhá. Sẽ có tổng cộng là 12 nút và 12 bụng. Đấy, một câu này các bạn giải quyết như thế nào? Giải quyết phải chuẩn cơ. Được chưa? Bạn hiểu vấn đề không? Nhớ nhá. Vậy trên đoạn AB, được chưa? Có, được chưa? 12 nút sóng, 12 nút sóng và 12 bụng sóng. 12 nút sóng và 12 bụng sóng. Được chưa? Các lưu ý bạn nhá. Một câu nó cũng có cái điểm nhấn nho nhỏ đấy, được chưa? Các bạn ơi, các bạn hiểu vấn đề không? Các bạn ơi, các bạn có hiểu vấn đề không nhỉ? Nào, các bạn có hiểu không nhỉ? Đó, bạn lưu ý vào, không phải lúc nào đi thi người ta cũng cho các bạn là hai đầu cố định hoặc một đầu cố định, một đầu để hở đâu. Nhiều khi người ta cho bạn là một đầu thì xác định, còn một đầu còn lại không phải là nút cũng không phải là bụng. Thì bạn phải tách nhỏ nó ra rồi bạn xử lý nó, đúng chưa các bạn? Lưu ý bạn nhá. Hơi lạ một tí thôi, đúng không? Các bạn lưu ý này, cứ một khoảng lambda trên 2 thì cho chúng ta hai nút và một bụng, đúng chưa? Thì chúng ta có tổng cộng là 11 khoảng lambda trên 2 thì cho chúng ta tổng cộng là 12 nút và 11 bụng. Thì khi kết thúc 11 khoảng lambda 2 đang ở đây, đúng không? Thì ta cần phải chạy thêm lambda trên 4 cộng 0,25 nữa. Từ đây, mình hiểu đơn giản, đi từ đây đến đây. Đó, tức là trong đoạn này không có bất kỳ một nút nào tạo ra nữa, nhưng sẽ có thêm một cái bụng sóng nữa. Đó, vấn đề không? Thì tổng số nút và tổng số bụng chúng ta sẽ là 12 nút và 12 bụng. Nào, chúng ta chuyển sang ví dụ 6 này. Ví dụ 6. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 6. Trên sợi dây đàn hồi có bước sóng là 2 cm, trên dây có hai điểm A và B, biết tại A là một nút sóng, và đề bài cho biết khoảng cách giữa A và B là 3 cm, và câu hỏi là số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,7 lần biên độ tại bụng sóng. Bạn nhớ nhá, cái chữ AB này nó chính là biên độ tại bụng sóng. Bụng sóng là điểm dao động với biên độ lớn nhất. Bạn nhớ nhá, trong các phần tử của sóng dừng thì phần tử tại bụng sóng bao giờ cũng dao động với biên độ là lớn nhất, bạn nhớ nhá. Vậy câu hỏi ta hỏi các bạn là số điểm ở trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,7 lần A bụng. Nó có bao nhiêu điểm tất cả? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 6 này. Thì vẫn theo ý tưởng của ví dụ 5 là người ta vẫn trong đề bài vẫn chưa cho biết là điểm B là nút hay là bụng. Vậy đầu tiên chúng ta phải giả sử, bạn nhớ nhá. Vậy chúng ta nhớ là giả sử tại B là nút sóng. Bạn nhớ nhá, giả sử tại B là nút sóng. Vậy chúng ta có chiều dài AB là 3 cm. Nếu tại B là một nút sóng thì phải thỏa mãn điều kiện là K lambda chia 2. Nếu điều giả sử mà đúng thì K phải là số nguyên. Vậy ta thử xem này. Lambda của chúng ta là bằng bao nhiêu đây? Lambda của chúng ta là bằng 2 chia 2. Ồ, nguyên thật. Chắc điểm này K của chúng ta bằng 3. Đó, K của chúng ta là 3. Vậy chắc chắn trong tình huống này B là một nút sóng. Điều chúng ta giả sử hoàn toàn đúng. Điều chúng ta giả sử là hoàn toàn đúng. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Đó, bạn lưu ý nhá. Điều chúng ta giả sử là hoàn toàn chính xác luôn. Đó, bạn nhớ vào. Được chưa? Là một nút sóng. Sau đó những cái bài toán như thế này thì bắt buộc chúng ta phải vẽ hình ra. Phải vẽ hình ra. Được chưa? Không vẽ hình là không thể nào ra nổi đâu. Đây, đây là A này. Giữa A với B của chúng ta, giữa A và B của chúng ta có tổng cộng là 3 khoảng lambda trên 2. Bạn vẽ hình ra thì bạn nhìn ra rất nhanh luôn. Đây, vẽ ra cho bạn xem này. Họ bạn nhìn vào, được chưa? Đây. Được chưa bạn? Đó, đây điểm B này. Thì quan trọng nhất bây giờ bài toán này các bạn hãy xử lý nó như thế nào? Bạn hãy xử lý nó như nào? Thì bạn nhớ này, ở trong sóng dừng chúng ta chỉ xét các phần tử dao động cùng pha hoặc ngược pha với nhau. Hoặc ngược pha với nhau thì bạn nhớ này, cái bài toán này nó rất đơn giản này. Bạn sẽ làm một cái trục như này. Một trục như này. Đây, trục này là trục thể hiện cái gì nhỉ? Cái phương dao động của các phần tử ở phía bên trên, đúng không? Ở phía bên trên đây. Ở phía bên trên đây, như thế này. Đây là U. Nhưng bạn lưu ý là ở đây nó sẽ có những phần tử nó dao động ở phía bên dưới. Mà rõ ràng là hôm trước chúng ta vừa có ở phần lý thuyết là các phần tử ở bó trên với các phần tử ở bó dưới là dao động ngược pha với nhau. Vậy nếu trục thể hiện dao động của các phần tử ở bó trên nó có chiều này, thì cái trục thể hiện các phần tử ở bó dưới chúng ta sẽ vẽ cũng có phương thế nhưng cái chiều sẽ là trục xuống dưới như thế này. Đây. Có thể đơn giản cái chiều của nó sẽ là trục xuống dưới như thế này. Nó kiểu này. Được chưa? Đây là cái chiều ở dưới, thằng bên dưới. Đó. Bạn nhớ nhá, bạn phải lưu ý một điều là cái bụng sóng là cái điểm nhô lên cao nhất này, đây, điểm này. Thì đây là bụng sóng này, thì từ đó bạn dòng sang như này. Được chưa? Bạn dòng sang này. Đó. Được chưa? Thì đây nó sẽ đóng vai trò là A bụng. Dưới này thì tương tự này, dưới này cũng tương tự, bạn dòng sang. Được chưa? Thì đây nó cũng đóng vai trò là A bụng. Được chưa? Bạn hiểu đơn giản là cái thằng bụng sóng, hai bụng sóng này nó sẽ ngược pha so với bụng sóng này, được chưa các bạn? Đó, thì nếu chúng ta chọn hai bụng sóng này, cái trục dao động là hướng lên, thì đối với bụng sóng này vì nó ngược pha là trục dao động chúng ta phải chọn hướng xuống, đúng chưa? Vậy bây giờ bài toán yêu cầu chúng ta là trên cái đoạn AB này có bao nhiêu phần tử dao động với cái biên độ bằng 0,7 A bụng. Dao động với biên độ bằng 0,7 A bụng này này. 0,7 A bụng. Thì chờ bạn, thì bạn làm như thế nào cho nó nhanh, bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá. Từ đây đến đây là A bụng. Vậy 0,7 A bụng chúng ta sẽ lấy nhỏ hơn của nó đúng không? Nhỏ hơn bụng đây, bạn nhìn ở đây. Bạn nhìn nhá. Đây chính là 0,7 A bụng đây. 0,7 A bụng. Đúng chưa? Đó, 0,7 A bụng thì làm nào chúng ta biết có bao điểm? Chúng ta lại làm một thao tác là chúng ta kẻ sang. Đó, lại làm kẻ sang này. Được chưa? Đó, thì chúng ta bắt đầu đến số điểm này. Đây, điểm này là 1, điểm này là 2, điểm này là 3, điểm này là 4. Đó, riêng các bó ở phía trên chúng ta đã có 4 điểm dao động với biên độ bằng 0,7 A bụng rồi. Nhưng chúng ta còn bó ở bên dưới nữa, vậy chúng ta lấy nốt đây. Đây chính là 0,7 a bụng, 0,7 a bụng. Được chưa? Đây, cái này xóa bớt đi nhá cho nó gọn này, cái điểm A này xóa bớt đi. Đó. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm lại dòng sang, Đó, bạn nhớ cái bài toán tổng quát vào. Vậy chúng ta lại có thêm một điểm dao động với biên độ A 0,7 a bộ, một điểm dao động với biên độ 0,7 a bộ. Đó, thấy không? Được chưa? Nào, chúng ta đếm sẽ có bao điểm tất cả này, chúng ta cùng đếm sẽ có bao điểm tất cả này. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm và 6 điểm. Vậy trên cái đoạn AB của chúng ta có tổng cộng là 6 điểm dao động với biên độ bằng 0,7 a bộ, 0,7 a bộ. Bạn nhớ này vào. Vậy, được chưa? Bạn lưu ý vào nhá. Trên AB, trên đoạn AB, được chưa? Có 6 điểm, 6 điểm dao động, được chưa? Với cái thằng biên độ, bằng 0,7 a bộ, 0,7 a bộ. Bạn nhớ phương pháp nào nhá, vì sẽ có những bài bạn phải làm như này bạn ra được đấy, được chưa các bạn? Bạn lưu ý là bụng sóng sẽ là điểm dao động lớn nhất, tức là biên độ tại bụng sóng là bao giờ cũng lớn nhất. Đó, lưu vào. Đấy.